đã đến nước này rồi, tôi không còn giấu giếm bà nữa chi. Không, thằng Ken á là con ruột của thằng Quang, là cháu nội của bà. Ông nói cái gì? Chuyện này là thật sao? Thế nào? Sao lại có chuyện như vậy được? Thằng Quang nó đi xét nghiệm ADN rồi. Tôi muốn nói bà làm cái gì? Nếu thằng Ken là cháu nội của tôi thì đúng là con nhỏ này ghê gớm thiệt. Không ngờ từ cách đây 5 năm nó đã tính toán lên kế hoạch gài bẫy thằng Quang để chiếm gia sản nhà này. Bà nói gì vậy? Đến nước này rồi bà còn nghĩ xấu Hà nữa hả? Chứ ông không thấy mọi chuyện trùng hợp tới mức ngẫu nhiên vậy hay sao? Bà, trời, đó con thấy chưa? Bây giờ cái nhà đó thấy ăn không được thì làm ầm lên. Ba mẹ con Hà lên tới tiệm bánh mì chửi bới ba con kia kìa. Đúng là gia đình chợ búa, không biết chuyện gì hết, cho nên dạy con cái cũng không có ra gì. Con cũng không ngờ là thằng Quang nó quen với người như vậy nữa. Thôi, mẹ đi guốc ở trong bụng nhà đó hết à, cũng nhắm vô gia sản nhà mình hết chứ không phải đơn giản đâu. Mẹ, mẹ nói ba mẹ Hà lên đây hả? Ừ, ba mẹ nó lên tới tiệm bánh mì chửi bới ba con sùm, làm ông về đây kiếm chuyện với mẹ kìa. Nếu ba mẹ Hà biết chuyện thì chắc cũng sẽ biết Hà đang ở đâu. Có khi nào mẹ con Hà đang ở quê không? Quang, giờ này còn đi đâu vậy? Con đi kiếm Hà. Nè, đứng lại đó. Quang, Quang. Trời ơi, đó con thấy chưa? Thiệt là hết nói nổi rồi mà. Con không biết là chừng nào gia đình mình mới được yên ổn luôn đó mẹ. Dạ, con không đói, xin phép ba mẹ con đi làm trước. Con ngồi xuống đó đi, ba có chuyện này muốn nói. Dạ, chuyện gì vậy ba? Bữa nay nhà mình á đầy đủ hết rồi, ba nói luôn chứ không giấu giếm làm gì. Thằng Ken á, nó là con ruột của thằng Quang đó. Tôi phải làm mọi cách để tìm mẹ con Hà về đây để tác hợp cho hai đứa nó. Thiệt hả ba? Thằng Ken là con của Quang sao? Đúng rồi đó anh hai, đã có giấy tờ ADN xét nghiệm rõ ràng rồi. Thằng Ken nó chính xác là con ruột của anh Quang nhà mình đó. Còn ba nữa, kể từ bây giờ ba đừng có làm ba cái chuyện chia rẽ hai đứa tụi nó nữa. Tôi thấy hai đứa tụi nó yêu nhau thật lòng, Hà cũng là người tốt, hai đứa nó cưới nhau, thằng Ken nó cũng đủ cha đủ mẹ. Đúng rồi mẹ, Ken nó là cháu ruột của nhà mình, với lại nhà mình cũng đang rất là mong cháu. Nhà càng thêm người thì càng vui thôi, có đúng không? Con im đi. Ông nói là sao? Nó tốt thiệt không? Hay là nó chỉ nhắm vào tài sản cái nhà này thôi? Ông không nghĩ tại sao nó có thai từ 5 năm trước mà im lặng không nói, tới bây giờ nè mới đưa thằng nhỏ ra để tỏ vẻ tội nghiệp hả? Tôi quyết định rồi đó, bà đừng có nói nữa. Nếu ông đã quyết như vậy thì tôi cũng sẽ nói luôn. Cho dù thằng Ken có là cháu nội của tôi cũng sẽ không bao giờ chấp nhận con Hà là dâu nhà này đâu. Ủa bà nói vậy là ý gì? Cháu nội của bà mà bà cũng không nhận nữa hả? Ai nói là tôi không nhận cháu nội? Tôi chỉ không nhận cái thứ con dâu đó thôi. Tôi sẽ bắt thằng Quang giành quyền nuôi con. Ba, con thấy mẹ nói cũng có lý đó ba. Xét về mọi mặt, đạo đức hay là thu nhập thì Hà đều không có đủ điều kiện để nuôi thằng Ken. Gia đình mình giành lại quyền nuôi Ken là cũng hợp lý thôi mà ba. Con nói gì mà con nghe được hả Quỳnh? Tại sao hai người tàn nhẫn chia cắt mẹ con người ta vậy? Bộ tôi nói cái gì sai hả? Cháu nội của tôi thì đương nhiên phải để tôi nuôi rồi. Không lẽ tôi để nó lưu lạc ở bên ngoài cho con nhỏ đã dạy hư nữa hả? Đúng rồi đó ba. Con thấy mình làm vậy đâu có gì đâu tàn nhẫn. Mình không có lấy tiền chu cấp của Hà mà còn cho cổ một số tiền rất là lớn để bù đắp mà khoảng thời gian qua cổ nuôi thằng Ken. Hà vừa có tiền mà vừa được thảnh thơi. Thí dụ cổ có muốn đi lấy chồng cũng được nữa. Con nghĩ chưa chắc gì cổ không đồng ý cái điều kiện này đâu ba. Con tưởng đâu mấy đồng tiền của con quý lắm hả? Thiệt, ba thất vọng vì con quá. Con đâu phải là người sống thực dụng như vậy đâu Quỳnh. Từ khi nào mà con trở nên như vậy? Con không có ý đó. Con chỉ muốn nói á là Hà có tiếp cận gia đình mình chỉ vì tiền thôi hả ba? Con biết cái gì mà nói. Con im đi. Nè, ông đừng có lúc nào cũng binh chậm chạp người ngoài mà nạt nộ con cái như vậy nha. Tôi
cũng nói cho bà biết nha. Trên đời này nè, không có cái gì tàn ác bằng chia cắt cái tình mẫu tử người ta đó. Ngày nào mà tôi còn sống trên đời này nè, tôi không có để yên cho mấy người làm cái chuyện tán thần lương tâm đó đâu. Hai người tự suy nghĩ đi. Khi nào biết sai rồi đó, hãy nói chuyện với tôi.